Hello everyone, welcome to lờigiảihay.com. Cô chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với trang web Lời Giải Hay. Today we will learn Unit 4, Tourism, Lesson 3. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu bài số 4, ngành du lịch. Tiết số 3, Can you introduce a tourist destination and its people and food? Write a short travel guide, writing skills, using descriptive language. Sau tiết học số 3, chúng ta sẽ nắm được những mục tiêu như sau. Thứ nhất đó chính là giới thiệu về điểm du lịch và con người và đồ ăn ở đó. Thứ hai đó chính là viết được một đoạn giới thiệu, một đoạn hướng dẫn du lịch ngắn gọn đó. Và tiếp đến đó chính là về kỹ năng viết thì các em sẽ sử dụng được các cái từ ngữ mô tả nhé. Ok rồi, chúng ta sẽ chuyển đến phần đầu tiên. Let's talk, hoạt động nói. In pairs, look at the pictures. Which of these places do you recognize? What do you know about them? Các em sẽ quan sát những bức tranh dưới đây này. Những địa điểm nào mà bạn nhận ra được? Có địa điểm nào bạn nhận ra được? Và câu hỏi thứ hai đó chính là bạn biết gì về địa điểm đó hoặc là những địa điểm đó? Thì các em sẽ cùng quan sát ba bức tranh ở trên đây. Ở đây người ta cho chúng ta ba bức tranh. Thứ nhất đó chính là một địa điểm ở Việt Nam, đúng không? Em có thể nhận ra được đây là một địa điểm rất là nổi tiếng ở Việt Nam đấy. Và thứ hai đó chính là hai địa điểm sau thì chắc chắn nó không ở Việt Nam rồi. Đây là hai địa điểm ở nước ngoài các em nhé. Đó, có thể là rất ít bạn biết. Thì em có thể nói đến là tôi sau khi quan sát ba bức tranh thì tôi nhận thấy ngay được là đây là cây cầu gì nhỉ? Cầu Vàng các em nhé. Cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam. Đó, vì nó có biểu tượng đây, hai bàn tay đúng không? Vâng, đỡ hai bàn tay bằng đá khổng lồ đấy, đỡ lấy cây cầu này. Đó, một địa điểm ở gần với Bà Nà Hill đúng không? Rồi, vậy chúng ta có thể trả lời như sau. Em sẽ chia ra làm hai ý. Ý thứ nhất, em sẽ nói là I recognize the Golden Bridge in Đà Nẵng, Việt Nam. Tôi nhận ra được là cây cầu vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam. Được chưa? Thứ hai đó chính là What do you know about them? Or what do you know about it? Bạn biết gì về địa điểm đó hoặc là những địa điểm đó? Thì các em sẽ nói thêm đó chính là Golden Bridge is a prominent architectural work in the Bana Hills Resort. Đó chính là cầu vàng thì là gì nhỉ? Một công trình kiến trúc rất là nổi bật nằm ở gần thành phố, nằm ở gần quần thể khu nghỉ dưỡng Bana Hills, đúng không? Ở thành phố Đà Nẵng. Tiếp theo, it has attracted international attention for its unique design featuring two giant stone hands supporting a golden pedestrian walkway. Tức là nó thu hút sự chú ý quốc tế vì cái unique design, tức là thiết kế độc đáo, bao gồm là hai bàn tay bằng đá khổng lồ đấy và đỡ lấy cây cầu mà mọi người đi qua. Tiếp theo, the bridge offers breathtaking views of the surrounding mountains and forests, making it a popular tourist destination in Vietnam. Cây cầu ấy là đã cho thấy một cái tầm nhìn, một cái view đúng không? Một cái tầm nhìn rất là đẹp. Đấy, đẹp tuyệt vời. Và khung cảnh xung quanh là gồm với núi đồi và rừng cây, khiến cho nó trở thành một cái điểm du lịch phổ biến ở Việt Nam. Additionally, the Golden Bridge has become famous on social media platforms for its picturesque sceneries and attract visitors from all over the world. Tức là thêm vào đó này, cây cầu vàng này đã trở nên nổi tiếng trên các social media platforms, là các nền tảng mạng xã hội nghe nhé. Nền tảng mạng xã hội. Vì cái cảnh đẹp nức lòng, đúng không? Picturesque scenery. Và cảnh đẹp như tranh đấy. Và thu hút khách du lịch trên toàn thế giới, toàn cầu, đúng không? Đấy, không chỉ thu hút ở trong nước mà còn là quốc tế nữa nhá. Ok, đó, bạn nào có thể miêu tả được thêm về bức tranh thứ hai thì ba thì các em có thể nói thêm nhá. Ok, thì sau phần nói là các em sẽ chuyển đến phần reading. Reading A, read the travel guides for Mexico and match the picture A to D with the paragraphs number 1 to 4. Bài này người ta yêu cầu chúng ta đó chính là đọc cái hướng dẫn du lịch, đúng không? Đọc cái hướng dẫn du lịch về Mexico và nối bức tranh từ A đến D với các đoạn văn 1 đến 4. Ở đây người ta cho chúng ta 4 đoạn văn. Đó, 4 địa điểm và 4 bức tranh ứng với từng đoạn văn. Và việc của chúng ta thì chính là đọc đoạn văn và nối với bức tranh đó nhá.
Ok, chúng ta sẽ cùng đọc và dịch bài đọc này. À, đầu tiên này, Mexico, your next vacations. Mexico, điểm đến tiếp theo của bạn, đúng không? Kỳ nghỉ tiếp theo của bạn. Ok, chúng ta có đoạn đầu tiên. Mexico is an amazing country to visit and to explore. The people are among the friendliest and most fascinating in the world. They are famous for music, dancing, and food. Here are the top 4 things to do in Mexico. Ok, vậy ở đây là 4 cái điều mà chúng ta phải làm ở Mexico, đúng không? Vì người ta nói là gì đây? Mexico là một đất nước rất là tuyệt vời để tham quan và khám phá. Mọi người ở đây được coi là một trong những người thân thiện nhất và hấp dẫn nhất, đúng không? Tuyệt vời nhất trên thế giới. Họ nổi tiếng về âm nhạc này, nhảy múa này, đồ ăn này. Đấy. Và đây là top, à đấy, 4 cái thứ hàng đầu, 4 cái thứ hàng đầu nên làm ở Mexico. Được chưa nào? Rồi, chúng ta cùng tìm hiểu 4 cái thứ hàng đầu đấy là 4 cái gì. First, explore Mexico City. The capital city is incredibly rich in history and culture. You can spend days exploring amazing historic sites and museums and admiring the architecture styles from various periods. Ok, thứ nhất đó chính là khám phá thành phố Mexico. Thủ đô, đúng không? Thành phố thủ đô này vô cùng là phong phú, giàu về lịch sử và văn hóa. Bạn có thể dành cả vài ngày để khám phá những cái địa danh lịch sử tuyệt vời và các cái bảo tàng, đúng không? Các cái bảo tàng và khám phá cùng cũng như là chiêm ngưỡng các cái phong cách kiến trúc từ những cái thời kỳ khác nhau, thấy chưa? Đấy, chiêm ngưỡng những cái kiến trúc, các cái phong cách kiến trúc từ các thời kỳ khác nhau. Đoạn 2, đoạn 2 này. Be amazed at the sights of Chichen Itza. This ancient major city is incredible. At the center of it is El Castillo. Scientists believe it's a giant Maya calendar with 365 steps, one for each day of the year. Tức là chúng ta sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ ngạc nhiên trước cái cảnh tượng mà Chichen Itza, đúng không? Chichen Itza. Ở thành phố Maya thì thực sự rất là đáng kinh ngạc, đúng không? Ở cái trung tâm của nó thì là El Castillo. Các cái nhà khoa học tin rằng nó là một cái gì nhỉ? Cuốn lịch Maya khổng lồ với 365 bước. Đấy, mỗi bước tượng trưng cho một ngày trong năm. Ok. Đoạn số 3 này. Relax on Tumlin beaches. This amazing town has it all: lovely white sand, clear waters, and impressive Maya structures. They're part of only Maya city by the sea. Thế chúng ta sẽ có thể thư giãn trên bãi biển Tumlin. Được chưa? Cái thị trấn tuyệt vời này, nó có tất cả luôn. Những cái bãi cát trắng đẹp tuyệt vời, nước trong veo và những cái công trình kiến trúc Maya ấn tượng. Đấy. Tiếp theo, chúng là một phần, the only, chúng chỉ là một phần, đúng không? Chỉ là một phần của thành phố Maya duy nhất bên bờ biển thôi, đúng không? Fill yourself with Mexican food. Chúng ta sẽ gì đây? Fill yourself, tức là giống như là các em sẽ ăn, chúng ta các em sẽ được ăn uống đầy đủ ấy, với những cái đồ ăn Mexico, được chưa? As you walk along the streets of Mexico, taking the incredible smell of food and the sound of cooking all around you, there you will find the best tacos, tamales, tortas, and so much more. Traveling to Mexico will be a vacation for you, and you'll never forget. Explore, learn, relax, and eat. What are you waiting for? Chúng ta sẽ được ăn uống no đầy với những cái đồ ăn Mexico, đúng không? Khi bạn đi dọc đường phố ở Mexico này, thì sẽ take in the incredible smell of food. Tức là chúng ta hãy hít thở, đúng không? Hãy tận hưởng những cái mùi đồ ăn và âm thanh nấu nướng xung quanh mình. Đấy, ở đấy bạn có thể thấy được những cái món rất ngon, đúng không? Như là món bánh taco này, bánh tamales này, bánh mì nướng, đúng không? Và rất là nhiều món ngon khác nữa. Ok.
Vậy sau khi tìm hiểu bốn đoạn này, vậy thì chúng ta cùng xem bức tranh. Đoạn 1, khám phá thành phố thủ đô Mexico, đúng không? Thì thành phố thủ đô Mexico, các em có thể thấy đó chính là bức tranh mấy nhỉ? Bức tranh thành phố thủ đô. Bức tranh D đúng không em? Đấy, thành phố thủ đô. Đây, hình ảnh đây. Câu 1 sẽ là D này. Câu 2, chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên đấy với cái phong cảnh của Chichen Itza. Đó chính là nó giống như nào nhỉ? Giống như một cái cuốn lịch khổng lồ với 365 bước, mỗi bước tượng trưng một ngày. Thì chính là tranh C nhá. Đây, giống một cuốn lịch khổng lồ đây. Các bước đấy. Tranh số 3 là cấu trúc Maya. Các công trình kiến trúc Maya. Bờ biển, đúng không? Thành phố bờ biển by the sea, vậy chính là bức tranh A. Ok, by the sea, đúng không? Biển. Và cuối cùng là food, đồ ăn, đúng không? Đồ ăn thì chắc chắn là bức tranh B rồi. Ok. Và các em sẽ cùng xem cho cô phần B. Phần B này. Now read and choose the correct answer. Bây giờ sẽ cùng đọc và chọn cái đáp án đúng. Chúng ta vừa đọc và dịch rồi, đúng không? Vậy sẽ cùng đọc các cái câu hỏi ở đây này. Number one, according to the guide, what can you do in Mexico City? Ok. Tức là dựa vào cái hướng dẫn du lịch ấy, bạn có thể làm gì ở thành phố Mexico? Thứ nhất là learn about the history, học về lịch sử. Thứ hai là explore the nature, khám phá thiên nhiên. Thứ ba là see ancient castles, thăm những cái lâu đài cổ và watch famous place. Tức là xem những cái place, đúng không? Những cái vở kịch nổi tiếng thì sẽ là ý A, đúng không? Đấy, ở thành phố thủ đô Mexico chúng ta có thể học về lịch sử. Ok, vì đây có rich in history and culture, rất giàu về lịch sử và văn hóa, đúng không? Có thể dành các ngày để khám phá các địa điểm du lịch. Đấy, câu 1 là sẽ là ý A. Câu số 2 này, what do experts think El Castillo is? Chuyên gia, ở các cái chuyên gia nghĩ rằng cái El Castillo này là gì? Ý A, the old capital city, thành phố thủ đô cổ. Ý B, an ancient calendar, cuốn lịch cổ. Ý C, Mexico oldest garden, khu vườn cổ xưa nhất ở Mexico. Và a stone palace, lâu đài đá. Thì ở đây đang hỏi về El Castillo, đúng không? El Castillo thì các em sẽ xem đoạn 2. El Castillo đây, các nhà khoa học tin rằng nó là giant calendar, đúng không? Đấy, thì nó phải là calendar, đúng không? Thế câu 2 sẽ là ý B nhé. Câu số 3, which word is closest meaning to the word structure in the passage? Từ nào đồng nghĩa với từ structure trong đoạn văn? Thì em lấy từ structures, bình thường mình biết với nghĩa là cấu trúc, đúng không? Đấy, cấu trúc, đúng không? Thì các em sẽ thấy structures, đây người ta nói là impressive Maya structure, tức là những cái kiến trúc, cấu trúc rất là ấn tượng ở Maya. Thì sẽ là ý A, sentences, đó, câu. Ý B, machines, máy móc. Ý C, buildings, các cái tòa nhà. Với D, statues là bức tượng. Vậy đây sẽ là gì nhỉ? Các cái tòa nhà, đúng không? Kiến trúc, công trình kiến trúc, các cái tòa nhà đấy ở Mexico, phải chưa? Câu số 4, where can you find best food in Mexico? Best food, đồ ăn. Bạn có thể tìm thấy những món ăn ngon nhất Mexico ở chỗ nào? Đúng không? Ý A, ở Mexico City, thành phố Mexico, hay là El Castillo, hay là small restaurants, các cái nhà hàng nhỏ, hay là on the streets. Thì chúng mình cũng xem đoạn 2 người ta nói là as you walk along the streets, đúng không? Khi bạn đi dọc theo đường phố ấy, hãy ngửi được những cái mùi thức ăn và nghe được âm thanh nấu ăn xung quanh luôn. Vậy đây sẽ là on the streets nhá. On the streets, đoạn D. Câu số 5, which of the following is not a Mexican food? Cái nào dưới đây không phải là đồ ăn Mexico? First, tamales, tortas, tacos. Thì các em cùng xem này, ở đây có, trong đoạn văn người ta nói tacos, có, đây có, đúng không? Tamales, ý B có này, tostadas, bánh mì nướng, đúng không? Ý C có,
Vậy sẽ là đáp án gì nhỉ? 5 sẽ là ý A nhé. Người ta không đề cập đến trong đoạn văn. Ok. Rồi. See, listen and read. Và các em sẽ cùng nghe và đọc lại nhé. Ok, các em sẽ cùng nghe audio tiếp audio dưới đây và luyện đọc theo audio. Unit 4. Tourism. Lesson 3. See. Listen and read. Mexico, your next vacation. Mexico is an amazing country to visit and explore. The people are among the friendliest and most fascinating in the world. They're famous for music, dancing, and food. Here are the top four things to do in Mexico. 1. Explore Mexico City. This capital city is incredibly rich in history and culture. You can spend days exploring amazing historic sites and museums and admiring the architecture styles from various periods. 2. Be amazed at the site of Chichen Itza. This ancient Maya city is incredible. At the center of it is El Castillo. Scientists believe it's a giant Maya calendar with 365 steps, one for each day of the year. 3. Relax on Tulum beaches. This amazing town has it all. Lovely white sand, clear waters, and impressive Maya structures. They're part of the only Maya city by the sea. 4. Fill yourself with Mexican food. As you walk along the streets of Mexico, take in the incredible smell of food and the sound of cooking all around you. There, you'll find the best tacos, tamales, tostadas, and so much more. Traveling to Mexico will be a vacation you'll never forget. Explore, learn, relax, and eat. What are you waiting for? Ok, chúng ta vừa được nghe và tìm hiểu, luyện đọc lại bài đọc vừa rồi, đúng không? Cô muốn nói thêm một cái đó là cái ý A câu 5 ấy, nó không phải là đồ ăn vì nó là tên bãi, nó là một địa danh, đúng không? Bãi biển đây nhá, em nhá. Ok. Rồi, phần D, các em sẽ cùng xem là câu phần D của phần reading. Ok, in pairs, what else do you know about Mexico? What do you like most about visiting it? Còn gì mà bạn biết về Mexico nữa? Bạn muốn làm gì nhất khi mà đến thăm đó? Đấy, thì ở đây là người ta yêu cầu chúng ta hai yêu cầu, đúng không? Còn gì mà bạn biết nữa và bạn thích làm gì ở đó nhất? Thì em sẽ cùng theo dõi cho cô. Em sẽ có cách trả lời sau. Cô sẽ chia làm hai bạn nhé. Hai bạn sẽ nói về những điều mà còn thú vị hơn nữa ở Mexico, đúng không? Đấy, và bạn thích làm gì nhất? Bạn đầu tiên, cô sẽ gọi bạn Alice. Bạn thứ hai là bạn Dan. Đầu tiên, Alice sẽ chào, đúng không? Hey Dan, have you ever thought about visiting Mexico? Bạn đã bao giờ nghĩ về việc đến thăm Mexico chưa? Và Dan nói là yes, I've thought about it. Mexico seems like such an amazing place with so much to offer. What else do you know about Mexico? Đó. What else? Bạn còn biết gì về Mexico nữa? Và bạn tiếp theo trả lời đó là well, did you know Mexico has a rich cultural heritage influenced by ancient civilizations like the Aztecs and Mayans? Their influence can still be seen in Mexico's art, architecture and traditions. Ok. Bạn Alice nói là bạn có biết không Mexico có cái gì đây, rich cultural heritage, tức là nhờ có những cái địa danh lịch sử văn hóa giàu có, đúng không, được bị ảnh hưởng bởi nền văn minh cổ như là Aztecs and Mayans. Their influence, cái ảnh hưởng của họ có thể vẫn được thấy ở nghệ thuật này, công trình kiến trúc và truyền thống của Mexico, người Mexico ngày nay ấy đó. Và bạn tiếp theo trả lời là wow, that's fascinating. I've always been interested in history. So exploring the ancient ruins and archaeological sites will be a dream come true. What about you, Alice? What do you like most about visiting Mexico? Rồi.
bạn thích gì nhất, đúng không? Đây câu này bạn này nói là ôi nghe thật tuyệt, đúng không? À, tớ luôn luôn yêu thích về lịch sử. Đây là việc khám phá những cái gì đấy? Khám phá những cái di tích cổ và địa điểm cổ, khảo cổ, à, giống như là bước ước mơ trở thành hiện thực vậy, đúng không? Thế còn bạn thì sao, Alice? Bạn thích gì nhất khi mà đến thăm Mexico? Và Alice nói là honestly, I'm most excited about the food. Mexican cuisine is renowned worldwide for its flavor and varieties. I can't wait to try authentic street tacos, tamales, and all delicious dishes I have heard so much about. À, thật lòng thì tớ thì thích nhất là về đồ ăn. Đấy, ẩm thực Mexico thì rất là nổi tiếng toàn cầu rồi. Cái hương vị và cái sự đa dạng của nó, và không thể chờ về cái, không thể chờ đổi việc là đến những cái đường phố ở Mexico ấy, đúng không, để thử luôn những cái đồ ăn như là những cái món như là tacos, tamales, đúng không, và những cái món ăn ngon ở đó đấy mà tớ được luôn luôn được nghe về. Ok, tiếp theo, that sounds incredible. I've heard Mexico City in particular is a food lover's paradise with its bustling markets and costly eateries. I definitely draw you in sampling all the culinary delight. Bạn Dan nói là nghe thật khó tin, đúng không? Tôi đã từng nghe về thành phố Mexico, đặc biệt là nó là thiên đường dành cho những người thích đồ ăn ấy, đúng không? Là thiên đường những người yêu thích ẩm thực, và với những cái khu chợ rất là nhộn nhịp này. Đấy, và những vô số những quán ăn không thể đếm được. Và tớ chắc chắn là bạn cậu sẽ nếm thử tất cả các cái món ăn ngon ở đấy. Và Alice nói là great, and apart from the food, I'm also looking forward to experiencing Mexico's vibrant festival and traditions, the color, music, energies of events like Día de los Muertos must be unforgettable. Đó, bạn Alice nói là rất là tuyệt, đúng không? Và ngoài đồ ăn ra thì tớ cũng rất là mong chờ được trải nghiệm những cái lễ hội, và những cái lễ hội và sôi động, truyền thống sôi động của Mexico, đúng không? Đấy, những cái màu sắc này, âm nhạc này, năng lượng đấy của những cái sự kiện đấy, của những sự kiện ví dụ như là Día de los Muertos, đấy, có thể là không thể quên được. Đấy. Dan nói absolutely, I would be amazing. It would be amazing to immerse ourselves in the local culture and witness the celebrations firsthand. Mexico seems like a place where every corner holds new adventure. Ok, bạn Dan nói là nghe thật tuyệt, đúng không? Nó sẽ rất là tuyệt vời khi mà được đắm chìm vào những cái văn hóa đấy và chứng kiến những cái lễ kỷ niệm này, đúng không? Và Mexico dường như là một cái nơi mà mọi ngóc ngách đều chứa đựng những cuộc phiêu lưu mới. Đấy. Và bạn Alice nói là definitely with stunning natural landscapes, historical sites and warm hospitality, Mexico has something for everyone. I can't wait to explore it all someday. Đó. Với những cái phong cảnh tự nhiên tuyệt đẹp, di tích lịch sử và sự ấm áp đấy, đúng không, sự hiếu khách ấy, thì Mexico là cái gì đó là dành cho tất cả mọi người, không thể chờ được cái việc mà đến khám phá Mexico ngày nào đó. Và me too, Alice, let's start planning our trip to Mexico soon. It's going to be an adventure we'll never forget. Đó. Tớ cũng thấy Alice à, đúng không, hãy cùng bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi đến Mexico. Đấy, nó có thể là chuyến phiêu lưu mà chúng ta sẽ không bao giờ có thể quên được. Đó. Ok, bài văn đã nói về hai điều, đó là còn biết gì về Mexico nữa và bạn thích làm gì nhất ở Mexico, đúng không? Đó, các em có thể dựa vào đây và trả lời nhé. Ok, sau khi xong phần reading, các em chuyển tiếp cho cô sang phần, một phần rất quan trọng trong bài hôm nay, đó chính là phần writing, phần luyện viết. Rồi, phần writing A. Read, các em sẽ làm gì đây nhỉ? Yêu cầu. Đó, read about using descriptive language and the travel guide from Mexico again. Then underline the examples of descriptive language the writer used. Ok, các em sẽ đọc về
cái việc dùng cái những cái descriptive language, tức là các cái từ ngữ mô tả, đúng không? Đọc lại cái từ, đọc phần sử dụng từ ngữ mô tả ở đây, và cái travel guide hướng dẫn du lịch về Mexico một lần nữa. Sau đó gạch chân những cái ví dụ của những cái từ ngữ mô tả mà tác giả sử dụng, đúng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc về cái phần sử dụng từ ngữ mô tả nhé. Writing skill. Các em có này, using descriptive language, sử dụng từ ngữ mô tả. Đó. When writing descriptions of a place, person or thing, we use descriptive language to create a clear image in the mind of our readers. We can do this by using stronger and more specific adjectives or describing how we see, hear, touch, taste and smell the things around us. Đó, khi mà chúng ta viết một cái đoạn mô tả về một địa danh này, một người này hoặc một thứ gì đó, chúng ta sẽ sử dụng từ ngữ mô tả để tạo ra cái hình ảnh rõ nét ở trong tâm trí người đọc, tức là tạo ra sự tưởng tượng trong tâm trí người đọc, đúng không? Tạo một cái hình ảnh trong tâm trí người đọc ấy. Chúng ta có thể làm điều này bằng cách là sử dụng những cái tính từ mạnh và cụ thể hơn, đúng không? Hoặc là diễn tả chúng ta có thể nhìn thấy như thế nào này, nghe như thế nào, chạm như thế nào và mùi vị như thế nào, ngửi như thế nào, đúng không? Những cái thứ xung quanh ta. Đó. Thứ nhất, về describe a place. Ancient, impressive, incredible, huge, fascinating, lively, historic, busy. Tức là khi các em miêu tả một cái place, một cái địa danh ấy, thì có thể sử dụng các cái từ sau, ví dụ như ancient, cổ đại này, ấn tượng này, không thể tin được, đúng không? Đấy. Huge, đấy, to lớn, vĩ đại. Fascinating, ok, tuyệt vời này. Sống động, lively, historic, đấy, thuộc về lịch, có tính lịch sử, thuộc về lịch sử, đúng không? Busy, ồn ào, náo nhiệt, bận rộn. You, ví dụ này, you can spend days exploring the lively streets and busy markets of this incredible city or learning about its fascinating history and culture. Đó, bạn, người ta sử dụng các cái tính từ, các cái từ mô tả đây, lively streets. Đúng không? Bạn có thể dành hàng ngày để khám phá những cái con đường sống động này, busy markets, những khu chợ nhộn nhịp, bận rộn, và incredible city, thành phố đáng kinh ngạc này, learning about fascinating history, những cái lịch sử hào hùng, đúng không? Và những cái nền văn hóa. Ok. Tiếp theo thì em có describe food and drinks, khi miêu tả đồ ăn và đồ uống. Full of flavor này. Ok. Refreshing, tasty, fresh, spicy, sweet, mouth watering. Ok, đó, khi các em miêu tả đồ ăn thì các em có thể miêu tả những từ ví dụ như là đầy đủ hương vị, đúng không? Sảng khoái, tươi mới, đúng không? Tươi, fresh, refreshing, tasty, đúng không? Ngon, cay, ngọt, đúng không? Hoặc là mouth watering, ngon miệng, đấy. Tiếp ví dụ này, it's a dish of full flavor with tasty and spicy meats and fresh vegetables. Nó là một đĩa ăn đầy đủ hương vị với những cái rau rất là ngon này, thịt với vị ngon này, thịt cay này và rau tươi sạch, đúng không? Và là khi mà các em describe an activity, khi mà mô tả một cái hoạt động thì có thể sử dụng các từ sau: thrilling, relaxing, calming, fascinating, incredible. Khi các em miêu tả hoạt động có thể dùng các từ ví dụ thrilling, ly kỳ này, thư giãn này, đúng không? Relaxing, calming, yên bình, êm dịu, fascinating, hấp dẫn, đúng không? Incredible, đáng kinh ngạc, không thể tin được. Đấy. Ví dụ, you can take part in thrilling adventures or have relaxing day by the lake. Đấy, bạn có thể tham gia những cái quyền chuyến phiêu lưu mà kỳ thú, đúng không? Hoặc có một ngày thư giãn ở bên hồ. Ok. Rồi, vậy sau khi các em đọc về cái descriptive language này và thì các em sẽ underline the example of descriptive language the writer used. Ok, các em sẽ xem trong đoạn văn ấy có cái từ ngữ nào mà là từ ngữ mô tả tác giả sử dụng thì các em sẽ gạch chân nhá. Chúng mình sẽ cùng xem. Ở đoạn đầu tiên này, Mexico is an amazing country to visit and explore.
The people are among the friendliest and most fascinating thing in the world. Ok, bài đang nói về địa danh thì sẽ có là khi nói về địa danh đây, các cái từ như là ancient, impressive, incredible, hills, fascinating. Ok, có fascinating nhá. Gây cô sẽ gây chân. Mình có từ fascinating này. Tiếp theo, they're famous for music, dancing, and fruit here, sampling. Ok, đoạn 1. The capital is incredibly rich, and rich in history and culture. You can spend days exploring amazing history. Ok, ở đây mình có hai từ là amazing và historic site, đúng không? Ok, and museum and admiring the architecture style from various periods. Ok, đó là xong đoạn 1 nhé. Đoạn 2. Be amazed at the sight of ancient with ancient Maya. Ok, chúng ta có từ ancient, cổ, đúng không? Thành phố Maya cổ đại. Is incredible. Ok, incredible, đúng không? Đó. Không thể tin được. At the center of El Castillo, scientists believe giant Maya. One for each day of the years. Ok, vậy đoạn 2 chúng ta có từ ancient và từ incredible các em nhé. Ok, đoạn số 3. This amazing town has it all, lovely white sand. Ok, ở đây có từ lovely white, đúng không? Những bãi cát trắng và tuyệt đẹp đấy. Amazing town nữa. Amazing, đúng không? And impressive Maya. Ok, mình còn một từ impressive này nữa. Rồi, there are part of only Maya city by the sea. Ok, đó là xong đoạn 3 này, đoạn 4. Fill yourself with Mexican food as you walk along the street of Mexico. Take it in the incredible smell. Ok, incredible smell. Rồi, incredible, ok, incredible em nhé. Smell food and the sound of cooking around you. There's still find the best tacos, tamales, todas, there's so much more. Never forget. Ok, đó chính là tất cả những cái từ mà tác giả đã sử dụng trong cái phần đọc đầu tiên này. Ok, chúng ta sẽ cùng chuyển sang phần writing B. Phần B này. What other words and phrases can we use to describe the thing below? Tức là cái từ ngữ hoặc là cụm từ nào khác mà chúng ta có thể sử dụng để mô tả những cái dưới đây. Ok, vậy chúng ta sẽ tìm những cụm khác để mô tả, đúng không? Describe a place, mô tả một địa điểm, có từ modern, hiện đại rồi. Vậy ngoài từ hiện đại này thì các em có từ gì nữa? Thì chúng ta có thể nói thêm, ví dụ như là từ một nơi hiện đại này. Hiện đại thì giống như thành phố, đúng không? Thì sẽ đi kèm với busy, ồn ào, náo nhiệt, đúng không? Busy hoặc là noisy. Tiếp theo là amazing, đúng không? Rất tuyệt này. Hoặc là từ peaceful này, yên bình này. Bên cạnh đó còn từ gì nữa nhỉ? Peaceful thì sẽ là quiet, đúng không? Yên tĩnh. Đấy. Quiet. Ok. Đó. Về describe food and drink, mô tả đồ ăn và đồ uống, thì chúng ta có các từ ví dụ như là nói về hương vị đi, đúng không? Sweet, sweet này, ngọt này, sour, cay, đúng không? À, chua, chua, chua này. Bên trên là người ta cho mình từ spicy, cay rồi nên là thôi, cô sẽ không viết. Tasty này, ngon miệng này, đúng không? Delicious này. Đấy. Describe an activity, mô tả hoạt động thì chúng ta có hoạt động rất thú vị, đúng không? Exciting. Exciting này. Amazing, đúng không? Đó, tuyệt. Hoặc là fun, vui vẻ, hài hước, vui vẻ. Hoặc là unique, hoạt động mà chỉ có nơi đấy có thì chúng ta sẽ dùng từ unique hoặc special, đúng không? Đặc biệt. Ok. Phần C các em sẽ làm gì đây nhỉ? Think of examples in your country for each prompt below, then use descriptive language to describe them. Chúng ta sẽ think of examples, sẽ suy nghĩ về những cái ví dụ ở đất nước của bạn.
với những cái ví dụ và những cái đã cho dưới đây, cụm đã cho dưới đây. Sau đó sử dụng từ ngữ miêu tả để miêu tả chúng. Ok, mình sẽ cùng xem thử câu ví dụ người ta cho chúng ta. A small town, đúng không? Rồi, small town, một cái thị trấn nhỏ thì chúng ta có là Hội An Ancient Town is a peaceful town with fascinating historic buildings and a lovely river. Phố cổ Hội An thì là thị trấn rất là yên bình cùng với những cái tòa nhà lịch sử tuyệt vời, đúng không? Và những cái dòng sông mà đợi tuyệt đẹp. Đấy. Ok. Vậy bên cạnh đó chúng ta có city, thành phố thì chúng ta có thể nói là Hà Nội đi, nói về thủ đô của mình nhỉ. Em có này, a city sẽ là Hà Nội. Hà Nội is an incredible city. Right. An incredible city that has lots of impressive historic building. Đó, Hà Nội là một thành phố rất là tuyệt, đúng không? Có rất nhiều những cái tòa nhà lịch sử ấn tượng. Đấy, địa danh lịch sử. Ok, tiếp theo nói đến a beach, một bãi biển. A beach thì chúng ta có thể nói là Phú Quốc đi, đúng không? Phú Quốc. Phú Quốc has incredible beaches. Rồi, Phú Quốc has incredible beaches with clear blue water, với nước rất là trong xanh, đúng không? With clear blue water. Đấy, Phú Quốc có những cái bãi biển mà tuyệt đẹp, đúng không? Với những cái làn nước trong xanh. Câu 4 này, food tourists should try. Đồ ăn mà du khách nên thử thì chúng ta sẽ nói là make sure you try. Bạn nên thử gì nhỉ? Make sure you try phở đi, đúng không? Try phở. It's really nó rất là ngon và nhiều và giàu hương vị, đúng không? It's really tasty and full of flavor. Right. Activities you can do. Activity to do tức là những hoạt động mà bạn có thể làm. Thì chúng ta có rất nhiều hoạt động, đúng không? Thì ví dụ cô nói một địa danh khi mà bạn đến du lịch, ví dụ là khi bạn đến Đà Nẵng, đúng không? Thì bạn nên đến bãi biển và nghỉ ngơi thư giãn hoặc là leo núi, đúng không? Ok, vậy em sẽ nói câu này, đó chính là when you are in Đà Nẵng. Khi bạn đến Đà Nẵng này, you should go to the beach. You should go to the để tận hưởng thư giãn, đúng không? For relaxing experience. For a relaxing experience, hoặc là leo núi đi, đúng không? Or go hiking. Đấy, để có những cái chuyến phiêu lưu, đúng không? For a more thrilling adventure. Đấy, còn những cái chuyến dự phiêu lưu. Ok, đó. A small town, a city, a beach, tourist try or activity to do. Ok, các em có thể trả lời thế này nhé.
Rồi sau khi hoàn thành phần C thì các em chuyển cho cô sang phần speaking, making a travel guide. Phần luyện nói các em sẽ làm cái hướng dẫn du lịch đó, chúng ta sẽ được thiết kế đúng không? Và trở thành một hướng dẫn viên du lịch. Ok. Phần A này các em cùng xem cho cô phần A. Là you are making a travel guide for Vietnam in pairs. Discuss ways to describe Vietnamese people, things they're famous for, tourist place in Vietnam, and food and drinks for tourists to try. À, bạn sẽ làm một cái bản hướng dẫn du lịch với Việt Nam này. Làm việc theo cặp, hãy thảo luận các cách để mô tả về người Việt, những thứ mà họ nổi tiếng, những địa điểm nên đến thăm ở Việt Nam, đồ ăn, đồ uống mà du khách nên thử ở đây. Đúng không? Ok, rồi vậy đối với phần này thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Em sẽ cùng xem cho cô. Phần A. Rồi, các em sẽ cùng quan sát nhé. Cô sẽ chia làm hai người nói. Thứ nhất là guide 1 và guide 2. Guide 1 sẽ nói, bạn là số 1 sẽ nói cho cô. Đầu tiên sẽ là so, when it comes to describing Vietnamese people. Ok, đầu tiên là khi mà describe Vietnamese people nhé. Phải đủ các cái ý mà đầu bài yêu cầu để cho các em. I always emphasize their warmth and hospitality. They are incredibly friendly and welcoming to visitors, always eager to share the culture and tradition. Đó, khi mà đến với việc khi nói đến cái việc miêu tả con người Việt, mô tả con người Việt Nam ấy, thì tôi luôn nhấn mạnh là họ rất là ấm áp và hiếu khách, đúng không? Họ thực sự rất là thân thiện và luôn hồi khởi chào đón, đồng khởi chào đón những du khách và luôn luôn sẵn sàng chia sẻ về văn hóa và truyền thống của họ. Rồi, bạn thứ hai nói là absolutely, Vietnamese people are known for their strong sense of community and family values. They take pride in their heritage and are often seen as hardworking and resilient, especially in the face of challenges. Ok, bạn thứ hai sẽ nói là chắc chắn rồi đúng không? Người Việt nổi tiếng về cái tính cộng đồng và giá trị về gia đình ấy, đúng không? Họ rất tự hào về những cái gì đây, di sản của mình, và thường được biết đến là rất là chăm chỉ và kiên cường, đúng không? Đặc biệt là khi đối mặt với những khó khăn thử thách. Đấy. Và bạn thứ nhất sẽ nói tiếp. Definitely, and let's not forget what Vietnamese cuisine is famous for. Đó, tiếp theo về Vietnamese cuisine nhé. Ẩm thực Việt Nam. Đó. From delicious noodle soups like pho and bún bò Huế to flavorful dishes like bánh mì and spring rolls, Vietnamese food is a culinary delight that tantalizes the taste bud. Câu này người ta nói đến là gì nhỉ? Chắc chắn rồi, đúng không? Và đừng quên đi ẩm thực Việt Nam nổi tiếng. Đấy, từ những cái món ăn ngon như là phở, bún bò Huế đến những cái hương vị đấy, hương vị như là bánh mì và nem rán. Thì đồ ăn Việt Nam còn gì nhỉ? Đồ ăn Việt Nam ấy là một thú vui ẩm thực. Và thú vui ẩm thực, đấy chưa? Đấy, và rất là kích thích cái vị giác của mình. Thứ hai, bạn thứ hai tiếp tục nói là absolutely, and don't overlook the incredible array of fresh herbs, vegetables, spice and Vietnamese cuisine is distinctive flavor. And of course, we can't talk about Vietnamese food without mentioning the strong and aromatic Vietnamese coffee enjoyed hot or over ice. Ok, bạn này sẽ nói là chắc chắn rồi đúng không? Và đừng bỏ qua một số loại thảo mộc, ví dụ như là rau thơm, đúng không? Rau thơm, rau củ, gia vị, rau củ này, những cái gia vị mà mang đến, những cái gia vị mà làm cho ẩm thực Việt Nam có cái hương vị đặc trưng như thế, đúng không? Đặc biệt như thế. Và tất nhiên, không thể không nhắc đến đó chính là cà phê của Việt Nam, đúng không? Đấy, cà phê của Việt Nam rất đậm đà và thơm nồng, thưởng thức nóng hoặc là có thể cho thêm đá. Và bạn thứ nhất sẽ phải nói thêm là chính là moving on to tourist destination. Ok, move on to tourist destination nhé.
khi nói về các điểm thu hút khách du lịch. Vietnam has so much to offer, from the bustling streets of Hanoi Old Quarter to the majestic limestone cars of Hạ Long Bay, there's something for everyone. Khi nói đến các điểm thu hút du lịch này, đúng không? Thì Việt Nam có rất nhiều điều để nói, để đấy, từ những con phố nhộn nhịp ở gì đấy của phố cổ Hà Nội, đúng không? Đến những cái núi đá vôi hùng vĩ Vịnh Hạ Long, thì dường như là luôn có cái gì đó cho tất cả mọi người chúng ta. Đó. Ok. Tiếp, bạn thứ hai sẽ nói. That's right, chính xác, đúng không? And let's not forget about the charming ancient town of Hội An with a lantern-lit streets and well-preserved architecture. It's like stepping back in time with Vietnam's rich cultural heritage, đúng không? Chắc chắn, đúng vậy. Đấy. Và đừng quên phố cổ Hội An rất là quyến rũ, đúng không? Với những cái con đường được thắp sáng bằng đèn lồng và gì đây? Và kiến trúc được bảo tồn. Đấy. Nó giống như là quay ngược về thời gian những cái di sản văn hóa phong phú của Việt Nam, đúng không? Và bạn thứ nhất nói là and for those seeking adventure, that's trekking in Sapa, exploring the vibrant floating markets of Mekong Delta, or diving in the crystal clear water of Phú Quốc Island. Đó. Và cho những người thích khám phá thì có thể là có trekking, đúng không? Đi trekking ở Sapa này, khám phá những cái chợ nổi sôi động ở đồng bằng sông Cửu Long ấy, đúng không? Hoặc đi lặn trong làn nước trong vắt là đảo Phú Quốc. Đấy. Và bạn hai nói là absolutely, Vietnamese truly offer a diverse range of experiences for travelers, they whether interested in history, culture, nature or cuisines, it's no wonder it's become such a popular destination in Southeast Asia. Đó. Tức là chắc chắn rồi, đúng không? Đấy, thực sự Việt Nam thực sự mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng cho du khách. Kể cả họ có thích lịch sử, văn hóa và thiên nhiên hay ẩm thực hay không. Đấy, it's no wonder, tức không có gì ngạc nhiên khi nó trở thành một điểm đến phổ biến ở vùng Đông Nam Á. Definitely, with its friendly people, delicious food and stunning landscape, Vietnam has something to offer every traveler. It's a destination that leaves a lasting impression on all who visit. Tức là với gì nhỉ? Những người thân thiện và đồ ăn ngon này, cảnh đẹp này, thì Việt Nam là cái gì đó mà có thể mang đến cho mọi khách du lịch, đúng không? Đó là một điểm đến ấn tượng lâu dài cho những người mà ghé thăm nhá. Ok. Đó. Những cái vừa rồi đó chính là nói về con người này, ẩm thực này, đúng không? Và những cái địa danh nổi tiếng và có thể làm gì đấy ở Việt Nam. Là xong phần A, trong phần speaking nhé. Em sẽ chuyển tiếp cho cô đến phần tiếp theo. Đến phần B sẽ complete the table with your favorite ideas, then use descriptive language to make your ideas more interesting. Sẽ hoàn thành cái bảng sau cùng với những ý tưởng của bạn. Đấy, và sau đó dùng những cái từ ngữ miêu tả để làm những ý tưởng của bạn trở nên phong phú, thú vị hơn nhá. Ở đây người ta chia cho em làm 3 hàng. Hàng thứ nhất là nói về con người Việt Nam. Đó. Thứ hai là must-see places, những địa điểm nên đến thăm. Các em sẽ kể 3 địa điểm và trong mỗi địa điểm sẽ kể phải làm gì này và dùng cái từ ngữ miêu tả đó. Thứ ba là must-try food and drink, đồ ăn và đồ uống nên thử. Ok. Rồi vậy với phần này các em sẽ trả lời như sau. Thứ nhất đó chính là về Vietnamese people. Con người Việt Nam nhá, con người Việt Nam. Ok, con người Việt Nam thì các em sẽ có thể nói là Vietnamese people are known for their warm friendliness and hospitality. They often go out their ways to have visitors feel welcome and comfortable. Đó là những người Việt thì luôn nổi tiếng về cái sự ấm áp này, thân thiện và hiếu khách. Đấy, và họ thường làm mọi cách để giúp cho du khách cảm thấy được chào đón và cảm thấy thoải mái, đúng không? Thứ hai đó chính là những địa điểm mà không thể bỏ qua, đúng không? Địa điểm phải đến thăm ấy. Thứ nhất đó chính là Hạ Long Bay. First, Hạ Long Bay này. What to do? Phải làm gì ở đây? Take a boat cruise to see the beautiful limestone islands and green water. Các em sẽ đi chèo thuyền, đúng không? Để ngắm những cái núi đá vôi đẹp ở trên những hòn đảo ấy và những dòng nước trong xanh. Descriptive language, từ miêu tả, các em sẽ nói là Hạ Long Bay is stunning with its tall limestone cliff and calm emerald water. Đó.
có từ stunning này, đúng không? Tall nữa, tính từ miêu tả đấy. The second place, Hội An Ancient Town, phố cổ Hội An nhá. What to do? Walk through the old streets, visit traditional shops and enjoy the colorful lighting at night. Đó, các em sẽ đi dọc những cái đường phố cổ này, thăm những cái cửa hàng truyền thống ấy và thưởng thức cái đèn lồng, cái con đường mà ánh sáng đèn lồng vào ban đêm của đèn lồng ấy, được chưa? Đó, và descriptive language từ miêu tả. Hội An Ancient Town is charming with its old buildings and bright lanterns that light up the night. Đó, ở đây ta dùng từ charming, đúng không? Tuyệt đẹp à? Old, được chưa? Những tòa nhà cổ. Đó, bright nữa. Đấy, đèn lồng sáng trưng. Ok, play 3, nơi thứ 3. Hồ Chí Minh City, thành phố Hồ Chí Minh. What to do? Chúng ta sẽ làm gì ở đó? Visit the World Remnants Museum. Explore Bến Thành Market. Đó, các em sẽ thăm quan bảo tàng chứng tích chiến tranh, đúng không? Và khám phá chợ Bến Thành. Đó, descriptive language. Ho Chi Minh City is a busy place with tall buildings, old colonial structure and lively market. Ở đây có từ busy, đúng không? Đấy, đây là một nơi rất là ồn ào, náo nhiệt với những cái tòa nhà cao tầng, tall nữa. And colonial structure and lively market, tức là những cái gì đây? Công trình của kiến trúc thuộc địa cũ và những cái khu chợ rất là sầm uất, sống động, được chưa? Đó, ok, đó là thứ hai. Thứ ba, must try food and drink, đồ ăn và đồ uống phải thử, nhất là phở. Đó. A tasty noodle soup with beef or chicken, fresh herb and a flavorful broth. Tức là phở, món phở ngon với thịt bò hoặc thịt gà này, rau thơm và nước dùng đậm đà, đúng không? Và thứ hai đó chính là cà phê. Try a cup of Vietnamese egg coffee. It's a creamy coffee made with egg yolks, sugars, condensed milk and strong coffee, making it rich and sweet. Tức là hãy thử một cái tách cà phê trứng của Việt Nam ấy, nó rất là béo ngậy, nó là loại cà phê kem được làm từ lòng đỏ trứng gà, đúng không? Đường này, sữa đặc và cà phê đậm đà làm cho nó có một hương vị ngọt ngào và đậm đà, được chưa nào? Ok nhá. Rồi. Đó. Ok, đó chính là phần kết thúc phần speaking. Em chuyển cho cô sang phần cuối cùng, đó phần last write, phần luyện viết này. Now write a short travel guide for destinations you discuss in speaking. Use the writing skill box, the reading models and your speaking notes to help you write 100 to 120 words. Bây giờ em sẽ viết một đoạn hướng dẫn du lịch ngắn cho cái địa điểm mà bạn thảo luận ở phần speaking. Đây, trong phần này, được chưa? Và sử dụng writing skill box. Đó, kỹ năng hội thoại, sử dụng từ mô tả đây, từ miêu tả này. The reading models, phần mẫu của bài đọc. Và speaking notes, đây, trong phần này, speaking notes trong phần này, được chưa? Đó, chúng ta sử dụng phần speaking và phần writing skill bên trên. Đó, và viết cái đoạn của chúng mình. Ok, vậy các em có này. Em có thể viết đoạn văn như sau. Ok, travel guide, một người là một bên là hướng dẫn viên du lịch sẽ nói là discover the beauty of Vietnam. Chủ đề của bài này đó chính là khám phá cảnh đẹp Việt Nam nhé. Welcome to Vietnam, a land of vibrant culture, breathtaking landscapes and mouth-watering cuisines. Đó, chào mừng đến với Việt Nam, vùng đất giàu văn hóa, những cảnh đẹp tuyệt vời, nước lòng, đúng không? Và ẩm thực đa dạng, phong phú. Tiếp theo, must see places, những cái địa điểm phải đến thăm. Thứ nhất, đó chính là Hội An Ancient Town, phố cổ Hội An. Immerse yourself in the charm and lantern-lit streets and well-preserved architecture, offering a glimpse into Vietnam's rich cultural heritage. Tức là đắm chìm vào vẻ đẹp quyến rũ của những cái con đường, con phố đèn lồng thắp sáng ấy và kiến trúc được bảo tồn. Đã làm gì đây nhỉ? Mang đến được cái nhìn thoáng qua về di sản và văn hóa phong phú của Việt Nam. Hạ Long Bay, cruise through the majestic limestone cars, marveling at the stunning natural scenery that has captured the hearts of travelers worldwide. Ok, đó, tức là nói về vịnh Hạ Long thì sẽ là đi thuyền qua những núi đá vôi hùng vĩ, được chưa nào? Đấy, chiêm ngưỡng những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp
đã chiếm trọn kiểu trái tim của du khách đến Việt Nam, du khách toàn cầu đến Việt Nam. Ok, Sapa, trek through tourist rice fields and ethnic minority village, surrounded by stunning mountain landscapes in its adventurous paradise. Khi đến Sapa thì gì đây, trek đi leo núi đi bộ đúng không? Qua những cái ruộng bậc thang và những ngôi làng của dân tộc thiểu số ấy, được bao quanh bởi cảnh núi non tuyệt đẹp hùng vĩ và giống như là một thiên đường đúng không? Đấy, thiên đường của những nhà thám hiểm vậy. Must try food and drink, đồ ăn và đồ uống nên thử. Phở, delight in Vietnam iconic noodle soup, bursting with fragrance, broth and tender mixed light. Nhá, thưởng thức món phở đặc trưng đúng không của Việt Nam đó, và gì đây nhỉ, với nước dùng thơm ngon và những lát thịt mềm đúng không, nước dùng thơm ngon đậm đà và những lát thịt mềm. Tiếp theo là bánh mì nhá. Enjoy the perfect balance of texture and flavor in every bite of this famous baguette sandwich. Ok, chúng ta sẽ cùng thưởng thức những cái sự cân bằng hoàn hảo đấy, giữa những cái kết cấu và hương vị của từng miếng bánh mì nổi tiếng này đúng không? Ok, come and explore Vietnam where every corner holds a new adventure and every dish tells a story of tradition and flavor. The journey awaits. Ok, câu kết là hãy đến khám phá Việt Nam nơi mà mỗi góc phố đều là một cuộc phiêu lưu đấy, và mỗi món ăn đều là một câu chuyện về truyền thống và hương vị đấy, và cuộc hành trình của bạn đang chờ đón bạn. Ok, bài viết này cũng chính là kết thúc của bài học hôm nay. Tiết học số 3, unit 4 nhá. Các em sẽ đã được giới thiệu về địa điểm du lịch này, con người và ẩm thực ở đó đúng không? Đấy, và chúng ta đã được tìm hiểu về writing skill, kỹ năng viết. Đấy, sử dụng những cái từ mô tả trong đoạn văn, mô tả nơi chốn này, mô tả đồ ăn đồ uống và mô tả các hoạt động như thế nào và được áp dụng làm các bài tập. Cuối cùng là chúng ta sẽ đã được luyện nói đúng không? Sử dụng những cái phần notes của mình đấy và viết được một cái bài, một đoạn văn đó về hướng dẫn du lịch. Ok, đó cũng chính là kết thúc bài học hôm nay. Các em về nhà ôn tập để có thể nhớ bài lâu hơn và hoàn thành bài viết của mình nhá. Ok, hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Goodbye.